Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức CSP. Lời đầu tiên, thầy chúc các em gặp nhiều may mắn, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Đây là kênh dạy học miễn phí hỗ trợ các em học giỏi môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Hôm nay thầy sửa bài tập cuối cùng của ôn tập chương 2, quan hệ song song. Sau video này thầy tiếp tục dạy chương 3, quan hệ vuông góc. Các em nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để nhận được những bài giảng mới nhất của thầy. Sau khi học xong bài này, thầy sẽ giúp các em nắm vững, chứng minh hai mặt phẳng song song và hai đường thẳng song song. Ôn tính chất đường trung bình, hình thang để tính toán. Bây giờ chúng ta vào sửa bài tập. Bài số 4, trang 78. Cho hình bình hành ABCD. Qua ABCD lần lượt vẽ 4 đường thẳng AX, BI, CZ, DT ở cùng phía đối với mặt phẳng ABCD song song với nhau và không cùng nằm trong mặt phẳng ABCD. Một mặt phẳng beta lần lượt cắt AX, BI, CZ, DT tại A, B, C, D. Câu A nhỏ chứng minh mặt phẳng xác định bởi AX, BI song song với mặt phẳng xác định bởi CZ, DT. Trước hết, chúng ta vẽ hình. Thì vẽ hình bình hành ABCD. Qua ABCD, lần lượt vẽ AX, BI, CZ, DT ở cùng phía đối với mặt phẳng ABCD song song với nhau và không cùng nằm trong mặt phẳng ABCD. Bây giờ thì vẽ AX, BI, CZ, DT thỏa yêu cầu bài toán như sau. Mặt phẳng beta cắt AX, BI, CZ, DT tại A, B, C, D. Bây giờ thầy vẽ mặt phẳng này. Mặt phẳng beta chính là mặt phẳng A, B, C, D. Trước hết chúng ta có một nhận xét AX, BI song song với nhau, do đó xác định được một mặt phẳng, đó là mặt phẳng AX, BI. Mặt phẳng này chứa cạnh AB. Tương tự như vậy, BI song song CZ, do đó xác định được một mặt phẳng, đó là mặt phẳng BI, CZ. Và vì CZ song song DT, cho nên xác định một mặt phẳng CZ DT. Và bởi vì DT song song với AX, do đó xác định được một mặt phẳng AX DT. Bây giờ để chứng minh hai mặt phẳng AX BI song song với mặt phẳng CZ DT, thì chúng ta chỉ ra trên mặt phẳng AX BI có chứa hai đường thẳng cắt nhau, và hai đường thẳng này lần lượt song song với mặt phẳng DT, CZ. Vì từ dạng ABCD là hình bình hành, do đó AB song song với CD, mà AB lại không nằm trong mặt phẳng DT, CZ, do đó AB song song với mặt phẳng DT, CZ. Ta lại có tia AX song song với DT, mà tia AX này không nằm trong mặt phẳng DT, CZ, cho nên tia AX song song với mặt phẳng DT, CZ. Vậy chúng ta suy ra mặt phẳng AX, BI song song với mặt phẳng DT, CZ. Các em lưu ý rằng nếu các em chứng minh mặt phẳng AX, BI song song với mặt phẳng DT, CZ bằng cách chỉ ra BI song song với CZ và AX song song với DT, thì rõ ràng cách chứng minh này là sai, bởi vì BI và AX không cắt nhau, do đó chứng minh quan hệ song song như vậy là sai. Bây giờ thầy trình bày lời giải. Trước hết,
Do ABCD là hình bình hành, nên AB song song với CD. Và AB không nằm trong mặt phẳng CZDT, cho nên AB song song với mặt phẳng CZDT. Mặt khác, từ giả thiết ta có AX song song với DT, mà tia AX lại không nằm trong mặt phẳng CZDT, cho nên AX song song với mặt phẳng CZDT. Vì từ hai kết luận này, chúng ta suy ra mặt phẳng AXBI song song với mặt phẳng CZDT, chúng ta có điều phải chứng minh. Thầy soi hình để các em quan sát. Chúng ta nhìn trên nhìn xuống. Bây giờ chúng ta sang giải câu B. Câu B là gọi Y là giao điểm của AC và BD, G là giao điểm của A', C', B', D'. Chứng minh YG song song với A'. Bây giờ tiếp tục, chúng ta sẽ vẽ hai đường chéo AC, BD cắt nhau tại Y và A', C'. B', D' tại gì? Mặt phẳng beta có thể thay đổi như sau các em này. Thầy xoay hình để các em quan sát. Bây giờ để chứng minh đường thẳng YG song song với A', thì chúng ta để ý một nhận xét sau. Vì mặt phẳng AXBI song song với mặt phẳng DTCZ theo câu A, do đó mặt phẳng beta sẽ cắt hai mặt phẳng này theo hai giao tuyến A'B' song song với C'D'. Vì sao như vậy? Là vì chúng ta có một tính chất, đó là nếu hai mặt phẳng song song, một mặt phẳng thứ ba cắt mặt phẳng này thì cắt mặt phẳng kia theo các giao tuyến song song với nhau. Như vậy chúng ta có A'B' song song với C'D'. Và tương tự như câu A thì chúng ta cũng chứng minh được mặt phẳng AXDT song song với mặt phẳng BICZ. Do đó mặt phẳng beta sẽ cắt hai mặt phẳng này theo hai giao tuyến song song, đó là hai giao tuyến A'D' song song với B'C'. Từ đây chúng ta sẽ suy ra tứ giác A'B'C'D' là hình bình hành. Vậy G chính là trung điểm của các đường chéo A'C'B'D'. Mặt khác, ta có ABCD là một hình bình hành, cho nên Y cũng là trung điểm của mỗi đường chéo. Bây giờ chúng ta để ý, vì AX song song với CZ, cho nên ta có A' song song với CC', mà A' song song với CC', thì tứ giác AA'C'C là một hình thang. Vì tứ giác AA'C'C là một hình thang, mà G là trung điểm của A'C', Y là trung điểm của AC. Do đó, YG là đường trung bình của hình thang, mà đường trung bình của hình thang thì song song với A'. Chúng ta kết thúc chứng minh. Bây giờ thầy soi hình để các em quan sát.
Bây giờ thầy trình bày lời giải. Theo câu A, mặt phẳng AXBI song song với mặt phẳng CZDT. Nên mặt phẳng beta cắt mặt phẳng AXBI và mặt phẳng CZDT theo hai giao tuyến song song. Vậy ta suy ra A'B' song song với C'D'. Tương tự, ta chứng minh được B'C' song song với A'D'. Vậy tứ giác A'B'C'D' là hình bình hành. Suy ra G là trung điểm của đường chéo A'C'. Mặt khác, ABCD là hình bình hành nên Y cũng là trung điểm của đường chéo AC. Vì AA' song song với CC', cho nên tứ giác AA' C'C là hình thang. Vậy YG là đường trung bình của hình thang AA'C'C nên YG song song với AA'. Chúng ta kết thúc chứng minh câu B. Như vậy, chứng minh quan hệ hai đường thẳng song song trong trường hợp này, chúng ta đã sử dụng đến tính chất của hình thang. Bây giờ chúng ta sang giải câu C. Câu C cho AA' bằng A, BB' bằng B, CC' bằng C. Hãy tính độ dài đoạn thẳng D'D. Theo câu B, ta có YG là đường trung bình của hình thang AA'C'C. Tương tự như vậy, thì chúng ta cũng có YG là đường trung bình của hình thang B'D'DB. Áp dụng tính chất đường trung bình của hình thang YG bằng trung bình cộng của hai cạnh đáy AA'CC' và YG cũng bằng trung bình cộng của hai cạnh đáy BB' và DD'. Trong bốn đối tượng này, chúng ta đã biết ba đối tượng, thì đối tượng DD' chúng ta tính được. Bây giờ, thầy trình bày lời giải. Theo câu B, YG là đường trung bình của hình thang AA'C'C. Tương tự, YG cũng là đường trung bình của hình thang BB'D'D. Thầy xoay hình để các em quan sát. Hai hình thang này có chung đường trung bình YG. Tiếp tục, xét hình thang BB'D'D. Thì ta sẽ có YG bằng BB' cộng với DD' chia 2. Từ đây chúng ta suy ra DD' bằng 2YG trừ BB', thì gọi là mảnh đề thứ nhất. Xét hình thang tiếp theo, đó là hình thang AA'C'C. Ta cũng có YG bằng AA' cộng với CC' trên 2. Từ đây chúng ta suy ra 2YG bằng AA' cộng với CC', thì gọi đây là mảnh đề thứ hai. Các em thay mảnh đề thứ hai vào mảnh đề thứ nhất, thì các em sẽ tìm được độ dài DD'. Từ 1 và 2, thì ta có DD' sẽ bằng 2YG trừ BB'. Bây giờ chúng ta thay 2YG bởi mảnh đề thứ hai vào, chúng ta sẽ được bằng AA' cộng CC' trừ BB'. AA' thay bằng A, BB' thay bằng B, CC' thay bằng C, thì chúng ta được bằng A cộng C trừ B. Đó là kết quả cuối cùng. Như vậy, qua bài này, chúng ta đã chứng minh hai mặt phẳng song song.
chứng minh đường thẳng song song với đường thẳng nhờ vận dụng tính chất đường trung bình của thang. Và chúng ta cũng đi tính độ dài của một cạnh dựa vào tính chất đường trung bình của thang có độ dài bằng trung bình cộng của hai đáy. Đây là những kiến thức cơ bản các em cần lưu ý. Như vậy bài học đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy. YouTube Lê Minh Đức CP. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.